Ngọc Lan kính chào quý khán giả người Việt TV. Mở đầu bản tin tối nay thứ năm ngày 2 tháng 7 năm 2015 là phần tóm lược các tin chính. Hoa Kỳ cảnh cáo đe dọa quân sự từ Nga và Trung Quốc. Hawaii trở thành tiểu bang đầu tiên cấm xài túi ni lông. Khánh Hòa chùa mất trộm 39 tượng Phật cổ quý hiếm. Sau đây là phần tin chi tiết. Chiến lược quân sự mới của Hoa Kỳ sẽ đặc biệt chú ý đến Nga và Trung Quốc vì có thái độ hung hăng đe dọa các quyền lợi an ninh của Hoa Kỳ, trong khi cũng cảnh báo về các thử thách kỹ thuật ngày càng gia tăng cùng sự bất ổn ngày càng cao của thế giới. Trong bản báo cáo nhiều âu lo được công bố hôm thứ tư, 1 tháng 7, thì tướng Martin Dempsey tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ cảnh cáo về khả năng tuy thấp nhưng ngày càng gia tăng là Hoa Kỳ sẽ có cuộc chiến với một cường quốc với những hậu quả lớn lao. Nga đang liên tục cho thấy họ không tôn trọng chủ quyền của các quốc gia láng giềng và sẵn sàng dùng võ lực để đạt được mục tiêu, theo nhận định của bản Chiến lược quân sự quốc gia năm 2015. Bản báo cáo đưa ra việc có sự hiện diện của quân đội Nga trong cuộc chiến ở Ukraine dù rằng Moscow chối không bố trí quân ở sát biên giới phía đông của Ukraine để hỗ trợ cho phiến quân nơi đây. Ngoài Trung Quốc và Nga, bản báo cáo cũng kể đến Iran và Bắc Hàn nơi lên khả năng nguyên tử và hòa tiễn trong danh sách các quốc gia đang là mối đe dọa an ninh đáng kể cho Hoa Kỳ và đồng minh. Bắt đầu từ thứ Tư, Ngày 1 tháng 7 thì các chợ hay tiệm bán thực phẩm trên khắp tiểu bang Hawaii có lệnh cấm không được dùng túi ni lông để giao hàng cho khách. Theo tin của Huntington Post thì với lệnh cấm này, Hawaii trở thành tiểu bang đầu tiên cấm sử dụng túi ni lông tại các tiệm thực phẩm. Tuy nhiên, luật này được hoãn thi hành cho đến khi có cuộc trưng cầu dân ý tổ chức vào tháng 11 tới đây. Khác với California, nơi luật được thông qua bởi lập pháp tiểu bang, thì lệnh cấm của Hawaii do cấp quận định đoạt. Túi ni lông không thể tự hủy và Hoa Kỳ là một trong những nước đóng góp nhiều nhất vào khối rác khổng lồ ở đại dương. Rác từ túi ni lông đầy dãy, nơi các bãi rác hoặc trong các đại dương mà khối lượng hiện nay chiếm khoảng chừng 28 tỷ pound, gây nguy hại cho các sinh vật sống dưới biển. Một ngôi chùa ở phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang vừa bị kẻ gian đánh cắp 39 tượng Phật cổ quý hiếm, gây dậy sóng dư luận địa phương. Theo nguồn tin từ công an thành phố Nha Trang cho biết thì công an đang tiến hành điều tra vụ mất trộm 39 tượng Phật quý tại chùa Kim Long ở phường Ngọc Hiệp, thành phố Nha Trang. Đại diện của chùa Kim Long cho biết vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 28 tháng 6, khi nghe tiếng động lạ thì các nhà sư trong chùa đã thấy cánh cổng phụ của chùa mở toang. Cùng lúc đó, có hai thanh niên khiêng theo một bao tải lớn từ trong chùa vội vã đi ra. Kiểm tra toàn chùa thì các nhà sư phát hiện kẻ gian đã dùng xà beng phá cửa sổ ở tầng lầu để đột nhập chánh điện. Chúng đã cậy phá tủ lấy đi 39 bức tượng cổ bằng đồng rất tinh xảo, có niên đại 300 năm, được thờ từ ngày lập chùa để trong tủ gỗ. Trong số các tượng Phật cổ bị mất thì tượng cao nhất khoảng 60 cm, thấp nhất là khoảng 15 cm. Mỗi tượng nặng gần 10 kg. Vừa rồi là bản tin buổi tối ngày thứ năm, 2 tháng 7 năm 2015. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Ngọc Lan kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.